ra cậu bé à, chú bé zombie lái Robot, xe hình như là robot hay đâu, sao ấy. chú lái xe máy Ôi, đi xe à, máy luôn đội em mũ bảo ạ. hiểm đi xe máy Đây luôn là đấy. hơi À, xịt xòi chú đi nha. xe để chú tông người ta đây mà. Xin Xin chào chào tất các cả các em. em. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái game là Blend Zombie 2, nhưng mà nó khác, đó là chúng ta sẽ hợp nhất là zombie này, hợp nhất những cái Zombie cây này này. và chiến đấu lại với những cái zombie và cái cây của kẻ thù các em nhá. Bây Bây giờ giờ thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ vào vào game game thôi. thôi. Đây các em ơi, đây là zombie cấp 1 này và cái kia là cái cây gì kia kìa. Cây gì đáng yêu Không biết là cây thế? gì Nhưng mà luôn. bên bạn có hai nhân vật các em À, chúng ạ. ta chỉ có một nhân vật thôi Bên mình chỉ có một nhưng mà nhân chúng vật ta được mua này, chúng thôi. ta mua Đúng, luôn. chân chính. Đấy, ui. Đây là quả tạ hả? Cái cười. À, Đây cái là cây tập tạ các em Đây ạ. nó Tào giống như lao kiểu thế là cái củ khoai tây nhỉ. à. Cây tập tạ. Chiến đấu. Cha cha. Wow, nó bắn Ồ, ra một viên đạn rất nó nhỏ. bắn từng miệng ra các em Này thì zombie ơi. lại, Này thì zombie. zombie Ơ, lại. chúng Ôi sao mình ta thua? thua hả? Ủa, sao chúng ta lại thua được? Cùng là một cái cây, cùng là một củ khoai tây, nhưng mà chúng ta lại thua các em ạ. Không sao. Ta sẽ mua zombie này, ta sẽ hợp nhất lên này. Zombie Chà, cha. đấy. Ồ. Bây giờ zombie chúng ta đội mũ và cầm cái gậy roi, Ui, chú gậy bóng zombie này chày. to hơn chú Đã zombie thế ta kia mua thêm nhiều. củ khoai tây nữa này. Hay chà, ui. Ê. Ra một cái củ khoai tây đeo mặt nạ phòng độc luôn. Ghê gớm thật. Và có cái Có gì cái gì đây? không biết được nữa. À, ơi hình Không biết như là đeo cái gì luôn các em thử bắn ạ. thử này, hình như bắn ra tên lửa thì Đây là phải. chiến đấu rồi. Chà, bắn tên lửa, đúng rồi, bắn ra Cha. tên lửa. Ôi nó cầm cái gậy kia nó phang thì Cố làm sao mà đỡ được. lên. Zombie của chúng ta đã cầm cái gậy phang zombie của bên bạn thì bên bạn chỉ có ngất trên cành quất thôi. Ui, bên bạn có hai zombie Wow, bên nha. bạn Ôi. có hai chú zombie. Mua một zombie này. Ô. Mua Sao được. lại nó không cho mình mua luôn nhỉ? Sao không cho mình mua Nó nhỉ? bắt mình chiến đấu luôn kìa. Hãy Trời xem ơi, zombie đội mũ và cầm cái gậy zombie. đây. Zombie đội Tan mũ cầm tan. gậy, Tan zombie đội mũ cầm tan. gậy. Tan Này thì củ khoai tây này. tan. Ha ha ha. Bên mình mạnh lắm rồi đấy. Hình như là củ khoai tây của mình mới giống củ khoai tây. Kia giống bông hoa. Ấy à. Nó cũng đã có chú zombie cầm cái Bóng bóng chạy rồi, chày. bóng chạy rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ mua thêm một chú zombie nữa này. Mua thêm một chú Hợp nhất zombie này. Bây và giờ mình mình sẽ sẽ nâng cấp nâng lên cấp này. luôn. Hay cha. Ui, Húc bây giờ húc đã húc, giống húc đấy. zombie húc rồi nhá. Ghê ông. Wow. Mặc cái áo. Ồ, húc rồi chứ không phải là À, zombie cầm cái cưa, mặc cái áo trẻ trâu. nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu lại xem cái cưa nào. Húc ơi. Ui, cái cưa lợi hại quá. Húc Wow, chém lổ người luôn. ơi. Ai Ui. Quay trời. là húc Này húc. thì củ Này khoai là tây củ khoai này. tây xấu xí nè. Bây giờ thì xem nào, xem nào, xem nào, xem nào. Bên đánh giá gì đây? Bây giờ mình sẽ mua thêm củ khoai tây. Mua thêm Củ củ khoai khoai tây tây. hợp nhất vào Hợp nhất đấy. lên. Hợp nhất củ khoai Hợp tây này nhất là hay cha. lên. Ui, Ồ. ra cây xương rồng hả? Cây này là cây gì Đây là cây xương đây? rồng lại có cái khiên ở đằng sau là Và có cái sao? gì xoay xoay ở trên đầu của em ạ? À? Chị không biết đó là nhân vật Chiến gì đấu luôn. thử luôn. Nó Sao sẽ sao bên bạn ôi, chả chịu hợp tại nhất sao cây lên xương rồng lại không thế? bắn ra gai Hay nhờ? chưa? Phải bắn ra Hay gai thì mới lợi hại được. chưa? Thắng rồi hả? Bên bạn thế này thì phải hợp nhất xương rồng lên đi. Ôi, wow, trận này bên bạn có thêm một zombie vô cùng là lực ngưỡng luôn kìa. Bên bạn có cả húc luôn rồi, Ờ, rất nhiều kem ơi. zombie luôn nha. Trời ơi, Ai sao à, bên lại còn bạn có mạnh hai củ khoai tây đội mặt thế? lạ phòng độc này. Thế thì mình cứ thử chiến đấu thử đi nhá. Để xem bạn có mạnh không đã mình mới nâng cấp nhỉ. Chiến đấu là mình thua cả bên bạn Chà, luôn không, mình đấy. có cây xương rồng mà. Kinh ngất luôn Cây xương rồng có rồi. lên. Húc Ủa, húc húc ngất cây rồi. xương, ui, cái con zombie kia cầm cái đao to lắm các em ạ, vô cùng Thế khỏe luôn. à. Bây giờ chúng ta sẽ hợp nhất lên nha, hơi bị cay nha. Đầu tiên Bây sẽ giờ hợp mình nhất sẽ mua để hợp nhất zombie này, lên. zombie này, Đây à, là những chú zombie này, zombie zombie. này Ôi, nó cứ đấy. tăng tiền lên vù Lên vù ấy. húc này, lên. Lên. Đây rồi. Rồi. Lên lên húc 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 Đây húc rồi, húc cầm xịn hơn bây giờ rồi. cầm kiếm cầm đao luôn rồi. Đấy, húc Ồ. cầm kiếm cầm đao rồi. Chà. Vậy sẽ mua thêm cái cây, Mua mua thêm củ thêm. khoai tây, mua thêm củ khoai tây. Hợp nhất này, Hợp hợp nhất nhất này, hợp nhất này, lên. hợp nhất tiếp nhỉ. Anh để nó bắn nhanh rồi. À, để cho nó bắn hạt được Ồ, rồi cho nó bắn đây. đấy. Bây giờ thì xem ai thắng nhá. Chào, Bắn cố đi lên nào củ zombie cầm đao cầm cây kiếm, xương rồng ơi. cầm À, đao cầm cây kiếm. xương rồng nở hoa. À, cây xương rồng nở Quả hoa. thanh nghe long nghe nghe đây. chừng thua, Thôi rồi. nghe chừng là bên mình vẫn thua các em ạ. Chúng Bên bạn mạnh ta quá. phải lên cấp tiếp. Hơi bị cay các em ạ. Bây giờ à, đầu tiên thì ta sẽ hầm mất cái con Xương xương rồng mà rồng. lên này. Cây xương rồng này bắt Hay đầu nở chào, hoa. ui ra quả ớt, quả ớt cầm hai khẩu súng hai bên luôn nào. Ớt Bây giờ thì bạn sợ chưa? Nhưng mà trước khi chúng ta phải mua thêm Zombie. zombie, Bên mình có zombie ơi. trái ớt rồi đấy À nha. ha, Rồi. nào mình không chơi
Anh thêm hai áo, con húc cho em. mình không chơi áo trẻ trâu nữa, Đúng mình rồi. nâng cấp luôn nhá. Đó. Rồi thế này nhá. Trời ơi, thế này bên này bà chỉ cay có mà nhá. hét ra lửa Bây giờ thì xem thôi. ai thắng nào. Xem ai thắng. Hãy Bắn đi. nhìn quả ớt của Ui, ta đây, quả hãy nhìn ớt quả đúng ớt của là ta đây. cay khác, bắn ra lửa luôn. Cay Hãy lắm nhìn quả rồi, ớt bắn của ra ta lửa. đây. Wow. Ôi, thắng một cách rất là dễ dàng Quả ớt luôn. mạnh quá các em ạ. Đúng. Wow, trận này bên bạn có một zombie màu vàng luôn và cũng có trái ớt Có rồi kìa. trái ớt rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta khỏe lắm, chúng ta thử chiến đấu xem thắng nhá. Hay Cố chà, lên cố lên nào, nào, cố lên zombie cầm hai zombie của kiếm. chúng ta. Cố Cố lên trái ớt. Ui, lên. Ôi. zombie mặc áo vàng của bạn khỏe Trời quá. ơi, lẽ Ôi, ra nó đấm một phát trái ớt chúng ta xỉu luôn. lẽ ra chúng ta phải Ai hợp chà. nhất lên mới chiến thắng được Bây giờ nhỉ? sẽ hợp nhất nhá. Mình chủ quan quá mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ hợp nhất Hợp vào nhất nha. Hay lên. chà, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ồ, mình lên chỗ này rồi. Zombie Cái đi này mặc xấu áo quá. vàng. Xấu à? Em không thích con này Thế xấu hả? mà. Thế thì mua thêm nha. Mua thêm để tí nữa hợp nhất. Zombie gì mà xấu xí Rồi, thế. hợp nhất này, Mình hợp lên nhất này, hợp nhất lên. này, hợp nhất này. Thừa Lên, mất rồi. lên. Thừa đâu, thiếu mà. Đã thừa đâu. Rồi, mua thêm hai chú nữa mà đúng không? Nhiều lắm, mua thêm tận mấy chú nữa liền mới đủ. Đúng Đây, cái rồi. này mới đủ này. Tăng tèn Hợp tèn nhất, tèn hợp tèn nhất, tèn hợp tèn nhất này, tèn hợp tèn nhất này, tèn hợp nhất này, tèn tèn hợp nhất tèn này. tèn Đây. tèn lên rồi. Hay là để chú Hợp chiến nhất đấu một luôn thần? đi, hợp nhất Hợp nhất luôn luôn à? Không cho chú chiến đi. đấu luôn hả? Rồi, ta hợp nhất luôn nhá. Hay Chà. chà. Ôi, Ồ. ra cậu bé, chú bé zombie lái Robot. xe. Hình như là robot hay Đâu, sao chú lái xe máy ấy. Đi xe à? máy luôn Đội xem mũ bảo hiểm à. đi xe máy Ê, luôn để để hơi à. xịt xòi Chú đi nha. xe để chú tông người ta đi mà. Không biết Để là chiêu xem chiêu nào. là gì đây. Đi xe để tông người ta chứ. Ê, Ồ, đúng lộn luôn. rồi. Lộn nào luôn. Why? Trời ơi, Trời ghê chưa? ơi, Trời ghê ơi, ghê chú đi ghê xe chú ghê. lộn thế này thì bên bạn làm sao mà đỡ Ơi, được. tào lao ơi, zombie đi xe máy. Chú còn lộn lộn ở nhà nó các em ạ. À. Bây giờ anh sẽ nâng cấp cái trái ớt này lên nha. À, Để mua xem trái nó ớt lên này con lên để xem nó gì. lên con Đây gì. là củ khoai Rồi, nâng cấp trái tây. ớt, nâng cấp trái ớt, Ồ, lên quả nâng khoai cấp, tây to nâng hơn. cấp, nâng Lên cấp. quả thanh Đây rồi. long. Chúng ta sẽ nâng cấp trái ớt này lên nha. Nhưng mà nghe chừng với bạn yếu rồi Tên sao này. Cho. tên. Ồ, Ồ, ra ra cái bắp bông cải. cải, bông cải, Bông bông cải chứ phải cái bắp cải. cải. Ôi, nó cầm cái gì đây? Nó cầm khẩu súng gì đây? Súng gì không biết Bông cải, hai bên tay của bông cải là cầm hai khẩu súng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu nhá, xem nào. Tên Chà, bông cải ơi, tên. cố lên. Ơi, Cố lên, cầm cố hai khẩu lên, súng thì bắn cố bằng mồm lên, nhỉ? cố lên. Sao lại bắn nửa bằng mồm, hơi tào lao. Thì cầm cho nó có thôi. Cầm cho nó đẹp thôi hả? Trời ơi, cái gì đây? Rồi. Bên bạn vẫn là húc ghi mặc áo trẻ trâu. À không, húc 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 rồi. húc 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 mặc áo trẻ trâu và những quả zombie tông ngực nở. Bây giờ người ta chơi mô tô xe máy rồi. và những củ Chơi bắp khoai cải rồi. Chiến đấu tây. nào. Chiến đấu đi, chiến đấu Ấy, đâm đi. một phát xỉu luôn. Cho cố Đâm lên một cậu phát xỉu bé luôn. zombie, cậu Lộn một bé phát xỉu luôn. zombie Ui, cái lên. xe này mạnh Ôi, quá các em quá. ạ. Trời Lao một phát là xỉu với bạn một phát bên bạn luôn. không chịu hợp nhất gì cả Cái nhỉ. xe này nó mạnh quá.